Hôm nay chị sẽ Vâng. hướng dẫn cho em về chi tiết các cái kênh Vâng. để làm sao mà sẽ hiệu quả hơn trong cái vấn đề liên quan đến tiếp cận khách hàng, marketing bán hàng. Sẽ là Vâng. kênh để làm sao em hiểu. Quan trọng nhất đầu tiên là em phải hiểu được là lý do là vì sao đã, và mỗi một kênh mình lựa chọn khác nhau. Có những kênh ấy thì ví dụ như này, đầu tiên em phải hiểu tổng quan đã, là Vâng. YouTube. Đối với YouTube thì để ra khách hàng chậm, em phải Vâng. xem YouTube ra khách hàng là chậm, và YouTube đa phần là để mình chia sẻ kiến thức. Em nhìn thấy đa phần có phải là khi mà em lên trên YouTube em search thì đều là em học một cái gì đó không? Vâng. Ví dụ như em theo dõi người ta lâu ấy thì bắt đầu em thấy, thì bắt đầu em mới follow người ta, và nếu người ta bán cái gì, có một cái gì đó, bắt đầu mình mới theo, có đúng không? Còn đặc điểm của cái TikTok chẳng hạn, thì TikTok nếu để nói thì hỏi có ra đơn là hay không, nếu mà trước đây thì có tỷ lệ ra đơn thấp, nhưng mà bây giờ tỷ lệ ra đơn thực sự không thấp đâu Thúy ạ. Quan trọng Vâng. là có đúng tập khách hàng không thôi. Ví dụ như là chị đang có em, chị đang làm về về bán điện thoại ấy, mà Vâng. bán điện thoại mà có phải rẻ đâu, cũng 6 triệu 7 triệu mấy chục triệu, mà các bạn vẫn còn mua online và các bạn qua cửa hàng mua rất là nhiều, thì chứng tỏ cũng không phải là giá thành đâu. Vâng. Chị thấy nếu mà cái vấn đề lớn nhất cái lúc mà mình làm cái video của em ấy, có đúng cái tập khách hàng em đang hướng đến không thôi. Vâng. Hiện tại em đang xây dựng mấy kênh? Hiện tại thì em đang có 3 kênh, là đợt trước là em có xây một kênh là mất tiền này. Và một kênh là cá nhân này, một kênh là khách hàng này, nhưng mà gần như là toàn là lấy tên cá nhân của em, một kênh là học viên. Đấy, em cũng thấy là cái khách hàng của em ấy với cả học viên của em thì em thấy là cũng ra từ đấy. Có nghĩa là trước đây thì em là tham gia từ các hội nhóm ở trên Facebook thì mới ra được học viên. Còn bây giờ thì của em là ra được như kênh là trang cá nhân này, với cả là trên ở trên TikTok này, cùng với cả hội nhóm. Nhưng mà hội nhóm thì năm nay em không còn tham gia nhiều. Còn học viên thì em thấy là cũng biết đến từ TikTok. Còn YouTube thì em chưa xây, em chưa làm được. Có nghĩa là em chưa biết cách up rồi em làm, nhưng mà em cũng chỉ xây theo cái kênh drama, với cả là em cũng mới chỉ có đăng lên được một cái video thì phải. Thế còn một cái kênh nữa của em là fanpage đúng không? Đúng rồi, một kênh fan nữa của em là fanpage. Fanpage thì bọn em đang đang chạy các kênh là như thế này. Kênh cơ sở Yên Bái 2-3 page thì đấy, tại vì em cũng không thể quản lý được hết. Thì cái kênh fanpage ở Yên Bái thì có như là Henna Beauty Center này, và kênh Phương Xăm Thẩm Mỹ, và kênh Học Viện. Thế là bọn sẽ có 3 kênh fanpage. Ở dưới này thì cũng thế, dưới này thì sẽ có như là kênh, một kênh là Master Thanh Thúy, thì là trước đây bọn em chạy quảng cáo rất là ok, nhưng mà vì khi mà em chạy gọi là chạy bùng ấy, chạy voi á, thì là bắt đầu là kênh đấy của em vẫn chết. Nhưng mà từ đấy ấy, có nghĩa là cái kênh mà em đăng cái bạn link của ông Huấn Hoa Hồng ấy, thì là cái kênh đấy của em, nhưng mà vẫn có những cái khách hàng người ta kiểu như là người ta tự tìm đến ấy mà không cần phải chạy quảng cáo, thì cái đấy là em vẫn duy trì, bởi vì là em thấy là ở trong đấy là em đã lên được tầm khoảng 7 hay 8 nghìn ca follow thật rồi, thì là em cứ vẫn đăng bài rồi em vẫn duy trì, em vẫn livestream duy trì ở trên đấy đó. Còn một kênh thì là bây giờ bắt đầu bọn em đang xây là kênh Viện Thẩm Mỹ của Henna. Có nghĩa là em Bên đã thì xác định là em bên đúng không? vâng, em xác định là em xây cái kênh đấy, là để sau này khi mà em chạy ra các kênh vào ấy, để cho nó sẽ có nhiều người biết đến, hoặc là tìm phát là thấy thấy tên đấy luôn, và họ cũng sẽ không cần biết đến em là chủ nữa, bởi vì em đang xây dựng cái kênh Master Thanh Thúy kia là xây theo cái kiểu như trang cá nhân đấy. Đấy, thì bây giờ em muốn xây theo cái kênh là của Henna. Thì hiện tại là bọn em đang có 3 kênh, một là kênh Học Viện, hai là kênh Master Thanh Thúy, và ba là kênh Viện Thẩm Mỹ. Còn Facebook của em thì có hai Facebook, một Facebook là sẽ đánh mạnh về khách hàng, một Facebook là sẽ đánh mạnh về học viên. Nhưng mà cái Facebook mà Thanh Thúy của em ấy thì là sẽ có rất là nhiều học viên người ta theo dõi từ đấy, thì em đã quyết định là xây kiểu theo cái brand name, là xây theo cái tên thương hiệu cá nhân của em, là cái kênh đấy để cho nhiều người biết đến em rồi lan tỏa. Còn cái kênh mà Master Thanh Thúy, cái Facebook ấy, Facebook cá nhân ấy, thì cái kênh đấy nó lại ra từ cái TikTok, là khi mà em đặt cái tên là Master Thanh Thúy ấy, thì vô tình là cái tên đấy của em họ tìm rất là dễ. Thế là cái Thanh Thúy của em tìm không ra, nhưng mà cái tên Master Thanh Thúy thì tìm ra. Nên là em lại quyết định là học viên ở đấy thì họ sẽ không thể theo dõi mình và họ không thể biết được. Nên là em quyết định là xây cái kênh đấy là xây cái kênh khách hàng. Nhưng mà em vẫn chưa biết kiểu như là làm sao để mà mình có thể thu hút được khách hàng và thu hút được học viên ấy. Là em cũng chỉ làm thôi, nhưng mà nó chưa được gọi là bài bản hết. Đầu tiên là chị thấy là cái việc mà em có sự chuyển đổi khách hàng từ TikTok thì đó là một cái thành công rồi. Vâng. Đấy là cái đầu tiên chị muốn nói. Cái thứ Vâng. hai là cái mà em đang làm, mà chị đang thấy em làm rất nhiều kênh ấy, Đúng rồi.
nó sẽ bị một cái là mình quản lý thì kém và cái độ tin tưởng nó không cao, bởi vì là Vâng. mỗi bên nó cứ một ít một ít một ít đi, tin tưởng follow Vâng. ấy nó lại rất là tốn kém. Vâng, cắt lời một chút tại vì là cái kênh fanpage ở trên Hena ấy, có nghĩa là Hena Yên Bái ấy, thì là sẽ có đội ngũ để chăm sóc riêng ở trên đấy, là như là em rể em này, em gái em và các bạn ở trên đấy là quản lý riêng ấy, coi như là gần như em không có quản lý cái đấy, em chỉ có quản lý cái bếp bếp Master Thanh Thúy với cả cái viện thẩm mỹ thôi. Thì bây giờ bọn em đang chăm sóc cái viện thẩm mỹ. Thế bây giờ em đang mong muốn cái điều gì? Thế là em đang mong muốn là làm sao để mà em kiểu như là biết cách để mà đẩy TikTok với cả đẩy Facebook và đẩy fanpage lên đấy. Thì sẽ phải xây theo hình thức như Đang nào thì nó muốn sẽ lên chuẩn hơn. fanpage này, đúng không? YouTube, và YouTube thì lấy giống như chị vừa nói là mình sẽ là thiên về chia sẻ. Thì em nghĩ là chia sẻ thì bây giờ em phải học cách là làm sao để em có thể kiểu như là mở được cái bài để mà em biết cách làm ấy. Bởi vì em cảm thấy như là em không có làm về, ví dụ như là những cái chữ như của chị đấy là em không biết làm này, rồi những cái ý tưởng như của chị đấy là em không có biết làm, như là những cái mà ví dụ như là khung khung hoặc màu màu ấy, hoặc là những cái mà của chị ghép vào như thế thì em không biết làm, mà em chỉ biết là làm cắt ghép video theo kiểu đơn giản thôi Cái đấy phải đấy, nhưng mà em vẫn chưa thuê được bạn đấy. đã là mình mà là người làm ấy thì thường là mình sẽ không thể nào mà Kiếm mình hết. tất cả đâu em, Vâng. cái chắc chắn 100%. Là quan điểm của chị ấy, là mình sẽ xây từ từ nhưng mà bền vững. Chị là chị xây khá là từ từ, em biết là chị xây đến bây giờ 3 tháng rồi có kết quả, thế là sang tháng thứ hai, từ hết tháng 2 tháng bắt đầu mới có kết quả của khách hàng. Thế nên việc Vâng. là chị muốn nói là nếu như em xác định là xây dựng một kênh marketing thì phải, bởi vì mình không phải là người trong nghề, các bạn chỉ làm vài tuần thôi đã có khách hàng rồi, nhưng mình xây dựng theo kiểu là chị thì chị xây dựng theo hướng là sau này mình sẽ không mất quá nhiều chi phí cho quảng cáo, mà Vâng. theo hướng là đầu tiên là cho đi về kiến thức, sau đó Vâng. mình sẽ có tập khách hàng sau. Chứ nếu mà mình cứ lúc nào mình cũng chi cho quảng cáo ấy sẽ không mãi mãi được Vâng. đó. Thế nên là cái vấn đề thứ nhất là em phải xem lại cái kênh của mình, và cái thứ hai là mình phải xây dựng lại cái vấn đề là nó từ từ thôi, chứ mình không phải là vừa cứ chạy view như chị hướng dẫn em cái một tuần sau mà không có khách, cái này bảo chị ơi chào khách gì, không vội kiểu đấy được đâu. Cái cách làm là như này, đầu tiên nó là kênh TikTok. Thực ra bây giờ hiện tại là cái nền tảng video short ấy thì YouTube nó cũng là một trong những cái là nó đang là rất là hỗ trợ cho kênh short. Chính vì thế em sẽ làm sao mà em chỉ cần lấy video ngắn ở short ở trên TikTok em đăng sang YouTube là được rồi. Ừ. Em sẽ cho hai nền tảng video giống hệt nhau cho lên nhau Vâng. là đã ok rồi. Thì đầu tiên em cứ cho short sang đi. Là đầu tiên chị muốn nói lên short trước. Còn cách làm short thì như thế này. Em sẽ trả lời những câu hỏi của khách hàng hàng ngày ấy. Họ hỏi em cái gì, ngồi ghi nó ra. Ví dụ em sẽ ghi ra người ta hỏi hay hỏi em cái gì. Thì em ghi tất cả những câu Vâng. hỏi của khách hàng ra. Vâng. Em sẽ trả lời những câu hỏi đó bằng video Vâng. hoặc video dài. Tức là cái cách làm thì mình hiểu là như thế này này. Em sẽ giải quyết những cái marketing để gọi là giải quyết nỗi đau của khách hàng. Thì mình cứ hiểu Vâng. là người ta có những cái suy nghĩ gì. Ví dụ chị đang Vâng. những cái suy nghĩ của em là về vấn đề liên quan xây kênh và làm thế nào để em có thể xây dựng một cái kênh bền vững. Thì đấy là cái nỗi đau của em, đúng không? Vâng. Chị đang là người đi hướng dẫn em để giải quyết cho em cái nỗi đau đấy. Thì em Đúng cũng sẽ rồi. tập khách hàng của em nó có những cái nỗi đau khác, thì nỗi đau gì thì em sẽ hiểu, em sẽ ghi ra cho chị là những cái mà khách hàng đang rất suy nghĩ, ví dụ như là gì xăm môi có bị sưng Không. có đau không, thì em có Vâng. thể làm một cái video trực tiếp luôn là quay trực tiếp tại chỗ spa của em ấy, mà một Ừ. bạn bạn nào đó bạn đang xăm đau hay không đau cho bạn ấy trả lời luôn, lấy khách hàng được là đẹp nhất. Vâng. Nhưng có một cái cách làm là như thế này, em lên trên mạng đánh cho chị, lại lên trên TikTok, chị hướng dẫn kênh TikTok trước nhé. Vâng. Em sẽ lên kênh TikTok em search những cái từ khóa liên quan đến cái ngành của em. Từ khóa là những cái từ mà người ta tìm kiếm ấy. Cái từ khóa thì em tìm như thế này nhá. Ví dụ từ khóa gốc của em là full sum đi. Tiện đánh từ full sum xong là rất là nhiều từ bên dưới. Và full sum được gọi là từ khóa chính. Còn những cái từ khóa bên dưới được gọi là từ khóa liên quan. Sau đó em sẽ tìm từ cả từ khóa chính lẫn từ khóa liên quan ra những cái video tương tự. Thì em lưu tất cả những cái video nào mà em thấy nó hay và lượng view cao. Và ít nhất em phải follow cho chị tối thiểu là 30 người đến 100 người em đã phải tự follow. Thì khi mà em follow họ thì em sẽ biết được là à họ đang làm cái gì,
họ làm như thế nào và tại sao kênh của họ lên. Từ cái ngày em nói với chị mà em bắt đầu xây kênh đến bây giờ mà em có tập khách hàng từ đấy cũng là rất là thành công rồi, mình phải biết bằng lòng. Vâng. Và em xây dựng từ từ làm sao lên 100.000 rồi lên 200 rồi lên 300 rồi lên 500, một lộ trình. Nhưng cách làm là gì, em có hai cách: một là em tìm từ khóa, hai là em tìm hát tác. Em đánh cái từ khóa lên xong thì em tìm cái cột hát tác để em kích vào đây, cái nó ở bên dưới. Em Vâng. gửi cho em một cái quy trình bằng nội dung chị viết để em đọc ở cái đó thì em sẽ hiểu cách làm TikTok là như thế. Vâng. Tại sao như chị không thuê mà chị lại phải tự làm? Mình có rất là nhiều cái mình không thể làm hết được đấy, mà mình không hiểu hết được, phải làm mà cũng không hiểu hết được, mà không hiểu mà các bạn nói gì mình cũng gật thì là cũng rất là nguy hiểm, đúng không? Thế nên tại sao mình phải tự làm? Thì cái thời gian em rảnh thì em sẽ lên trên TikTok, em tìm từ khóa của em, tìm những cái người có kênh tương tự như em xem ai kênh đang lên rất mạnh cái đó, sau đó em follow những người đó. Và làm sao follow top 30 và follow top 100, em lưu lại những cái video, thấy những cái video đấy rất là hiệu quả, rất là hay và lượng follow rất là cao, thì bắt đầu em lưu. Và chị sẽ gửi cho em một cái nội dung chi tiết về cái làm TikTok bằng, chị đã viết ra cái nội dung bằng viết tay rồi, thì lúc đó em sẽ đọc và em sẽ hiểu được là cái cách chạy quảng cáo ra như thế nào, thì lúc đó thì tự em sẽ biết được là em phải làm gì. Thì em sẽ ghi ra những cái nội dung mà em thấy là khách của em hay hỏi ấy. Em cứ đánh ở trên đấy em tìm kiểu gì em cứ nghe chị, em cứ bỏ ra vài ngày. Quy trình của chị là phải đến 7 đến 8 ngày, là em chỉ có ngồi ăn với bỏ ra 7 đến 8 tiếng, là cứ ăn xong rồi ngồi tìm video, những cái video nào, những cái kênh nào mà có video triệu view, và những video nào triệu view em học theo cho chị tất cả những cái video triệu view và làm lại thành kênh của mình. Nghĩa là mình lấy ý tưởng của họ, sau này khi mà em quen rồi, em biết cách rồi thì bắt đầu em sẽ lấy ý tưởng của em và em trả lời cho những cái câu hỏi khách hàng hay hỏi. Ví dụ như là xăm môi thì bao lâu thì mất màu đó, xăm lông mày thì có bao nhiêu dáng về xăm lông mày, rồi học phí về xăm môi có đắt không. Như nôm na Vâng. là em trả lời tất cả những cái câu hỏi mà mọi người hỏi em, mà TikTok cũng vậy, YouTube cũng thế luôn nhé. YouTube khác, chỉ khác mỗi một thứ đó là em dạy, em nói được hơn. Và nếu em làm YouTube em phải quay ngang điện thoại, chị cũng không trả lời cho em được là làm như thế nào, bởi vì cái này chị cũng thuê, mình cũng thuê mà các bạn ấy cũng là người làm. Quan trọng là em chỉ cho là chị thích, mong muốn làm như kênh này kênh này, và trên YouTube em cũng tìm y như trên TikTok ấy, em cũng đưa ra những cái lý do, em cũng đưa toàn bộ những cái câu hỏi của khách hàng người ta đang đi tìm kiếm câu trả lời, em cũng trả lời y thế. Hoặc em có thể quay lại những cái video như chị đang quay như thế này. Em cũng đang đào tạo học viên mà, Vâng, đúng đào tạo online hay em đào tạo offline, em quay chị lại cái đấy, mỗi thế thôi. Sau đó em đưa thẳng lên trên cái kênh YouTube. Nhưng tất nhiên cái ngành của em là hơi đặc biệt đấy nhá, nên là cái ngành của em phải đọc rất kỹ về cái vi phạm chính sách quảng cáo và chính sách của YouTube, chính sách của TikTok và chính sách của fanpage. Nếu không là kênh của em cực kỳ dễ bị khóa. Cho mình xin một like ở YouTube để kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn, và cho mình xin một sub để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.